xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay mình về thăm thành phố Huế, thành phố lãng mạn với các địa chỉ du lịch rất là nổi tiếng, ví dụ như cầu Trường Tiền hoặc là những ngôi chùa, những địa chỉ du lịch tâm linh. Thì chùa Quảng Tế là một trong những điểm đến đầu tiên mình đến với thành phố Huế, tham quan chiêm bái đảnh lễ Phật, chư vị Bồ Tát. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng quý vị. Rất mong quý vị thương cùng đón nhận chùa Quảng Tế của thành phố Huế, thưa quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị. Ngôi chùa Quảng Tế nằm trên đường Thanh Hải, rất đẹp và trang nghiêm. Hôm nay có dịp và hữu duyên đến với thành phố Huế, mình chiêm bái đảnh lễ Phật tại ngôi chùa nổi tiếng này, chùa Quảng Tế. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng quý vị. Vị trí của chùa Quảng Tế thì việc di chuyển bằng xe du lịch tâm linh 54 chỗ đậu bên trong khuôn viên của chùa rất thuận tiện và dễ dàng, thưa quý vị. Cổng tham quan có 2 tầng, phía trên đỉnh mình thấy có hình tượng của Đức Phật A Di Đà, hai bên là hai vị hộ Phật và hộ Pháp. Cổng tham quan mái ngói âm dương mang đậm nét kiến trúc chùa chiền Việt Nam và có một chút kiến trúc của cung đình Huế, thưa quý vị. Một buổi sáng đẹp trời đến với thành phố Huế, ghé tham quan chiêm bái đảnh lễ Phật tại chùa Quảng Tế. Trong tiết trời đẹp như thế này, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho quý vị ha. Rất mong quý vị thương cùng đồng hành với kênh của mình và cho mình một like, bấm follow kênh để ủng hộ ha. Khi chúng ta vừa di chuyển vào bên trong khu viên chùa, mình thấy có núi Quan Âm, núi Tịnh Tâm với hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôn tượng của Ngài được tạc từ đá hoa cương trắng. Không gian Phật Pháp ở đây thực sự rất là yên bình, với cảnh sắc trữ tình, thanh tịnh của vùng đất cố đô Huế, làm cho lòng ta cảm thấy an yên và thanh tịnh lắm, thưa quý vị. Chùa Quảng Tế là một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng và có tuổi đời khai sơn rất là lâu, một trong những ngôi cổ kính. Bởi vậy cho nên khi chúng ta vừa di chuyển vào cổng tham quan mới, chúng ta sẽ nhìn thấy được cổng tham quan cũ, lối kiến trúc như thế này, mọi người thấy ha. Cổng tham quan mang đậm nét kiến trúc cung đình Huế, thưa quý vị. Hai bên mình thấy có hai sư tử, hai lân sư tử, một trong những linh thú, thưa quý vị. Mình di chuyển ha, di chuyển vào bên trong khu viên của chùa. Bởi lối cổng tam quan cổ kính, rất là cổ kính như thế này, thưa quý vị. Hôm nay hiện tại mình có mặt là 9 giờ rưỡi, một buổi sáng đẹp trời đến với chùa Quảng Tế, mình tham quan chiêm bái lễ Phật. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho quý vị luôn ha. Khi mình di chuyển vào bên trong khuôn viên của chùa thì ở đây mình thấy có công trình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như, thưa quý vị. Khu vực này nhiều cây xanh cho nên trời trong lành và mát mẻ, cũng làm cho lòng ta cảm thấy yêu thành phố Huế này hơn và yêu cái không gian thanh tịnh, cõi trang nghiêm này, thưa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một trong những công trình nổi trội khi di chuyển vào bên trong khuôn viên chùa Quảng Tế thành phố Huế là công trình tượng đài hình tượng Đức Phật A Di Đà đứng trên đài sen. Tôn tượng được sơn màu đỏ trầm, đẹp và trang nghiêm. Tôn tượng có chiều cao khoảng 9 mét, thưa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hai bên công trình tượng Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng là bên tay phải với em, mình thấy có tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thưa quý vị ha. Tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và đối xứng là tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát. Trông tượng rất là cũ, cổ kính nhưng nét đẹp của tôn tượng vẫn hiện diện rất là rõ phải không thưa quý vị? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Trước cửa khu vực Đại Hùng Bổ Điện với công trình tượng Đức Phật Di Lặc, hình ảnh của Đức Phật Vị Lai, thưa quý vị, khi thế giới bước vào thời kỳ mạt pháp, ngài sẽ thị hiện ở thế giới ta bà và phổ độ chúng sanh phải không thưa quý vị? Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Chúng ta sẽ di chuyển dần lại gần hơn với khu vực Đại Hùng Bổ Điện. Và đứng góc này quý vị thấy là khu vực Đại Hùng Bổ Điện trong có lối kiến trúc mái ngói âm dương, trên đỉnh thì có những đôi rồng rất đẹp, bánh xe chuyển pháp luân, thưa quý vị. Những con rồng và bánh xe chuyển pháp luân phía trên thì được kết nối với nhau bởi những mảnh sành sứ trông vô cùng đẹp và rất trang nghiêm. Vị trí phía bên dưới hai bên mình thấy có hình tượng của các vị hộ pháp và hộ Phật, thưa quý vị. Mình sẽ di chuyển lên bởi những lối bậc tam cấp này. Về lối kiến trúc thì cửa gỗ ha, những thân cột vấn hình rồng trông đẹp và rất trang nghiêm. Hai bên thì như mình chia sẻ có hai vị hộ Phật là đây, thưa quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thân cột thì có những câu nói chữ Hoa, chữ Hán, thưa quý vị. Khu vực Đại Hùng Bổ Điện với hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị tỳ kheo cũng như chư vị Bồ Tát, thưa quý vị. Hãy cùng thương và để lại câu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị nhé. Có dịp đến với thành phố Huế thì xin hãy ghé viếng chùa Quảng Tế thưa quý vị, đến chùa để cùng nhau niệm Phật, bởi một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng quý vị ạ. Như vậy, video clip ghi hình chia sẻ cho quý vị về chùa Quảng Tế của thành phố Huế đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Cảm ơn, xin chào.